Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mến khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà chuyện kể ngày xưa ghi chép bằng thơ nhân thế truyền lưu. Chuyện kể ngày xưa tuyệt tác Nguyễn Du lục bát thơ Kiều. Tình trần dần xoay đâu ai biết, đời kiều bề dâu trong nước mắt xót thương má hồng dập dùi đời qua nỗi trôi. Một ngày đầu xuân nắng ấm tràn dân, rêu xích đàn chim tạo mộ tổ tiên, ánh mắt thầm trao kiều giới kim trồng. Tình rằng đẹp đôi duyên mai trúc, tà tự chàng kim sao đinh ước, có ai biết được chứ ngờ tình chi duyên. Kiều gặp mai từ hai xa tay, cứu lấy đời qua. Ngờ nàng phận yên, dòng báo dần qua, duyên thâm mặn mà. Người đời lại thương cho tự hái, vì một lời khuyên nên chết đứng, gửi thân tiền đường để Kiều rửa bao vết thương. Kiều lại gặp sư giác duyên người ơn, cứu sống từ đây. Người đời thỏa mong cho kiếp hồng nhan, thoát cảnh bé bàng. Nàng về nhà xưa sao dâu bể, để mừng đoàn viên trong nước mắt. Mãi thương Thủy Kiều má hồng phần bạc lên Kiều gặp mai từ hai xa tay, cứu lấy đời qua. Ngờ nàng phận yên, dòng báo dần qua, duyên thâm mặn mà. Người đời lại thương cho tự hái, vì một lời khuyên nên chết đứng, gửi thân tiền đường để Kiều rửa bao vết thương. Kiều lại gặp sư giác duyên người ơn, cứu sống từ đây. Người đời thỏa mong cho kiếp hồng nhan, thoát cảnh bé bàng.
nàng về nhà xưa sao dâu bể để mừng đoàn viên trong nước mắt mái thương thủy kiều mà hồng phần ba